Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ mang 6 khẩu RPK VIP 2 vào chế độ Zombie. Và một khẩu là nó rất là nguy hiểm rồi. Bây giờ ép đạn tận 6 khẩu thì nó cực kỳ là vi diệu. Cách để ép đạn thì các bạn mang những cái khẩu RPK VIP vào những cái ba lô khác rồi vào chế độ Zombie thôi. Nó đơn giản thế thôi. Cơ bản là anh em có đủ cái điều kiện để mang tận 6 khẩu vào không thôi. Chứ còn ép đạn thì rất là dễ dàng rồi. Úi dồi ôi, bắn đời nào cho hết đi. Số lượng đạn mình mang theo là tầm 3530 trên 975 thì phải. Ở nó rất là tuyệt vời. Đạn như thế này thì bắn đến một quýt cũng không hết. Úi dồi. Rồi hay thôi. Úi dồi, bị móc kìa. Đen đấy nhỉ. Đang đi săn tự dưng bị móc sau lưng. Khắm lọ. Cao cấu cái gì. Úi dồi ôi, sợp mạt thôi. Đạn vừa nhiều mà vừa mệt như thế này thì có mà cân tim. Thôi bắn đời nào chứ hết đây, bây giờ chắc là mình không biết là xả đạn như thế nào nữa. 6 khẩu RPK thì nó chỉ ép đạn đạn chính thôi, còn cái đạn phụ tức là cái tên lửa đấy, thì chúng ta mỗi lần mà vào zombie thì sẽ có một cơ hội là phóng một cái quả lựu đi. Đây nhé, ép từng khẩu thì chúng ta phải được phóng tầm 6 khẩu thì phóng được tầm 6 phát. Nhưng đây không, phóng một phát thôi. Chơi lầy vãi. Úi xổ ơi. Quá tuyệt vời. Rồi khẩu này thì đi AI nó cũng ngon mà zombie nó cũng rất là tuyệt vời. Đam lại to này. Úi xổ gì đây. Nếu mà có Thompson VIP mà ép tầm 6 khẩu thì cực kỳ là tuyệt vời. Mà hồi trước mình làm bên CFL cũng tầm 5 khẩu rồi. Cũng rất là ok. Nhưng mình bắn RPK VIP thì mình có cảm giác là phê hơn rất là nhiều. Không hiểu tại sao chứ đam nó to. Rồi chuẩn bị có cái hero. Lên cao sấp mặt lờ nó cho mình kiếm cái hero nào. Mình rất là thích hero. Cầm hero là lại nghỉ dài các thứ. Úi dồi ôi. Cương thi. Làm cái gì đấy. Rồi đó, bay lượn như thần rồi lại có hero. Tơ làm gì đây. Úi dồi ôi. Này thì ngáo này. Này thì ngáo này. Này thì. Úi dồi ôi, hai phát không chết kìa. Cái đỉnh mày. Này thì sấp mặt này. Úi dồi ôi. Chết chết chết. Từ từ đấy em ấy. Ôi, yếu máu bà rồi. Yếu máu bà rồi. Yếu nhưng vẫn ra gió nha. Úi dồi ôi, ra gió như thường. Rồi gì đây, cứ bắt cua như thần đi. Còn lâu mới ăn được mình. Úi dồi, biết ngay mà. Mà mình biết ngay là bạn sẽ đâm cái mặt của bạn ra. Rồi, úi dồi. Này thì chết được. Còn đúng 3 đầm máu nhưng vẫn không chết ạ. Thánh sống dai của năm ấy rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục nào săn. Săn zombie mà cứ cầm những cái khẩu súng mà nhiều đạn đam to như thế này săn rất là thích anh em ạ. Rất là thích luôn. Mình hồi trước mình chỉ thích bắn cái dòng AK trong chế độ zombie thôi. Tại vì AK đam nó rất là to. Lấy mạng một con zombie rất là dễ dàng. Nên mình chỉ thích cầm AK. Sau này có RPK VIP thì rất là thích. Mỗi tội nó cầm nó bất tiện xíu thôi. Chứ thực ra ấy, mấy cái khẩu này bắn rất là tuyệt vời. Nó thực sự là tuy là thuộc dòng MG nhưng nó lại không thực sự là quá nặng như những cái khẩu súng MG thường khác. Vì nó là VIP mà, VIP kiểu gì cũng phải nhẹ hơn chứ. VIP mà nặng hơn thì đùa. VIP mà nặng hơn thì chỉ có đua Gatling thôi. đua Gatling nó cũng nhẹ hơn những cái khẩu đua Gatling thường khác nhá. Cái gì VIP nó cũng phải có cái hơn. VIP mà thua cũng thua hoặc ngang vũ khí thường thì nói làm gì. Rồi. Úi dồi. Trận này zombie hơi bị thốn nhỉ. Rồi lỡ chân. Rồi, nhảy lâu lâu lại lỡ đà. Này thì chạy đâu. Úi dồi, không hiện đam kìa. Rồi móc lốp kìa. Kinh vãi nồi. Rồi từ từ. Úi dồi, một pha lệch lạc. Té ngay. Mình té nó như thần ạ. Rồi không thèm cận chiến luôn. Bắn những cái khẩu súng như này thì lấy đam nó phê hơn thay vì lấy cận chiến. Úi dồi ghê quá. Rồi cứ hồi sinh như thần. Vẫn éo chết. Rồi tia lượn lấy quá là nhiều luôn.
Ôi rồi. Cứ từ từ nào. Từ từ rồi khoai anh sẽ nhử rồi. Từ từ rồi cũng sẽ có nhiều kiểu. Úi rồi. Bay đi đâu thế bạn ơi? Rồi bạn bay như thần vẫn lê liếm mình được cái giáp. Quỷ luôn. Rồi lên đây. Úi rồi. Biết ngay mà. Úi rồi. Từ từ cái nào. Rồi nhây. Úi rồi. Mình sống đai lắm. Ở cái đỉnh mây. Tính nói sống đai mà sống dai nhất thế kỷ mà. Nó làm như thế này thì vỡ mồm. Này thì hổ báo này. Thích hổ báo này chết đi. Úi dồi. Ghê. Vẫn bắn chết sấp mặt L2 thằng trước. Rồi kiếm cái hero nào ấy mê. Úi dồi. Hero này thơm. Úi dồi. Gì đấy. Không cào lại. Rồi sấp mặt. Ở cái đỉnh mây. Chạy đâu. Này thì chạy đâu cho thoát. Không thoát được đâu. Tôi gặp ân sờ tờ thì phải sấp mặt nhá mấy thằng khừa. Hôm trước clip trước thì chửi mình rồi. Bây giờ là phải hình sấp mặt lờ khừa. Ủa từ từ. Trời. Mấy đội đội hồi tí máu nó cào chết thằng kia rồi. Kỳ. Cái pha lúc nãy chắc là lag chứ tự dưng lại tơ lại cào xa như thế được. Rất là đau. Một pha bị cào xa mà chết rất là ngu người. Nên quan sát kỹ thay vì đi săn ngu dại. Kiểu gì cũng bị móc. Ủa sao ấn nhầm cái nút nhảy thế này. Rồi. Úi dồi vãi. Sao em ơi sao. Ủa đi lui. Lùi làm cái gì. Rồi kiểu gì cũng chết. Ở cái đỉnh mày thằng nào bắn hay thế nhỉ. Ơ thằng nào cover kinh quá bạn ơi. Mình không cần cover kiểu đấy đâu. Cover kiểu đấy thì hết hàng của mình. Úi dồi ôi. Cây lựu này phóng cho nó vui vậy thôi. Chứ đam nó cũng không nhiều. Mà đôi khi lại không mất đam. Rất là buồn cười. Rồi gì đấy. Úi dồi ôi. Làm cái gì. Làm cái gì. Khi mà RPK VIP 2 nó quá mạnh anh em ạ. Đạn lại tầm 350 viên. Quá khủng luôn. Phải gọi là khủng nhất luôn. Quan trọng là cái số lượng đạn mang theo khi mà bắn thôi. Chứ còn số lượng đạn phía sau thì nó thực sự là nó không bao giờ bắn hết rồi. Ở ngay cả số lượng đạn 330 viên đã bằng với một cái khẩu súng mà 14A1 hoặc AK. Khi mà các bạn chưa mua cái gì quên rồi. Từ từ đã. Úi ôi, nhanh quá. Chưa mua cái băng đạn Zumbai thì nó tầm 300 mấy viên thôi. Có khi lại 200 mấy. Rồi bắn một lát là hết ngay. Đây ép tận bằng ngang với một khẩu như thế luôn. Rất là kinh khủng. Rồi nhảy nhót cái gì. Này thì nhảy với nhót này. Nhảy với nhót là chết. Mình cay nãy giờ rồi. Tôi thấy dưới bay ít mà cứ hàng này lòi vào mồm. Không cần gì nữa không được. Không cận chiến là không được. Rồi. Úi ôi nhanh quá. Bạn nhanh như thần ạ. Rồi từ từ để mình cận chiến cái nào. Úi ôi còn vài giây cuối cùng không cận chiến được. Rồi hết giờ. Ok chúng ta sẽ tiếp tục. Lâu lâu thì zombie nó ít với hay gần hết giờ thì cận chiến nó cho nó vui cũng được. Thay vì là chơi theo kiểu bắn lấy kill. Bắn lấy kill nhiều nó cũng chán thôi. Toàn thùng hàng thế này. Thùng hàng nó vừa vừa phải phải thôi. Úi dồi ôi. Kinh. May mình chưa qua bên đấy đứng ạ. Ừ không thì xâm hà. Nói chung những cái thằng mà không nên tin tưởng những cái thằng mà sống gần một bên mình. Nó là nguy hiểm luôn. Không bao giờ tin. Mình là mình kinh nghiệm đầy mình rồi. Không bao giờ tin là bố con thằng nào. Không có thằng nào tốt với mình bằng chính mình hết. Cứ quan niệm như thế là sống thôi. Ủa gì ấy. Cái định mày. Ủa ơi. Vãi nồi. Một cái pha mà tự dương lại nhảy vào mồm nó thế kia. Cái định mày.
Này thì làm cái gì đấy? Tức thế nhỉ? Tự dưng lại bay vào mồm nó thế kia. Một pha bay vào mồm nó là buồn cười. Không thể tin được. Rồi chết đi là vừa. Úi dồi ôi. Con này mà cứ bật kỹ năng đặc biệt lên thì coi chỉ có lùa sạch thôi. Rồi chạy thôi à. Ghê quá. Này thì chạy đi đâu? Úi dồi ôi. Đủ lượn với Lex. Zumbai phòng này nó không phải rằng vừa đâu. Đừng có lượn với Lex làm cái gì. Lượn với Lex là chỉ có đi luôn. Đi mà thì phải làm sao? Đi thì sấp mặt thôi. Úi dồi ôi, cào như hack ạ. Con này chạy đúng như hack luôn anh em ạ. Phải gọi là tốt hack rồi. Rồi thằng nào hack cái phòng này mà dù y tá chạy nhanh quá. Nói đùa vậy thôi chứ nó fit y tá chạy rất là nhanh rồi. Rất là nguy hiểm luôn. Anh em nào đi săn thì cứ cẩn thận với y tá, mà cứ phòng nào gặp y tá thì thoát ngay cho nó chắc chuyện. Gặp y tá cứ sấp mặt rồi. Úi ôi, ngu này. Úi dồi, một lũ luôn. Rất là thơm. Rồi trận này phải có hero mới được. Úi dồi. Quá là thơm. Hỏi hàng thơm là đây chứ đâu. Té ngay. Té ngay kiếm hero. Dại gì đâm đầu vào để lại hiến kêu. Rồi thấy mặt thằng tơ rồi. Biết ngay. Cái dạng lấp ló của bạn là mình biết ngay rồi. Úi dồi lên đây. Rồi làm gì được nhau. Té thôi, té thôi. Úi dồi. Vãi nồi. Thằng cương thi cào ra thế nhỉ. Rồi một tí nữa là mình có hero rồi. Rất là đen. Hay không bằng hên đấy. Pha đấy mình chạy trước là rất là tốt rồi. Đây còn đứng nhây mà đứng chờ nó lên nó mới ngu chứ nhỉ. Không thể tin được. Một pha rất là ngu người. Pha đấy mà mình chạy thì rất là tuyệt vời. Dại quá. Pha đấy là quá dại rồi. Tự dưng lại mất cái hero. Rất là tiếc. Mà hero thì nó vào kêu Zumbai phê lắm anh em ạ. Rồi chết này. Rất là thơm. Tự dưng này loanh quanh nãy giờ lại liếm được một con hero. Hàng free chứ. Sao thoát thế em ấy. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì like và share clip của mình nhá. Clip của mình nhá. Đừng quên subscribe kênh để cập nhật những clip mới nhất. Và bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.